Em xin chào cả nhà nha. Dạ, hôm nay em giới thiệu đến mọi người cái đầu MD Tech 5MK2. Tech 5MK2 kèm sách khiển. Dạ. Tech 5MK2 là đầu MD chạy mắt 260. Giải mã nhạc số không cần mồi. Mắt phổ thông dễ thay. Dạ. Có hai đường digital, hai đường, một đường là optical phía trước và hai đường optical, một đường optical phía sau. Đây, digital 1, digital 2. Và đầu MK2 này có chức năng thu đĩa nén, tức là một cái đĩa mà 74 phút thì mình có thể ghi được gấp 3 lần. Và chức năng thu đĩa nén. Giải mã nhạc số không cần mồi. Và đây là em hướng dẫn luôn mọi người cái thao tác để thao tác với nó luôn. Tức là ở đây mình có cái nút edit ha, mình sẽ bấm vào và mình xoay cái nút chọn này để chọn cái chức năng. Giả sử đây mình bấm mình chọn đây có chức năng xóa ha, khi nào xóa thì mình bấm nút Z, nó hỏi có xóa không thì mình nhấn OK là xóa ha. Khi DA thì mọi người bấm nút Red này để DA và chỉnh lớn nhỏ bằng cũng bằng cái nút Edit ở đây, nút Edit này mình bấm một lần, hai lần đó tới cái Digital Level ha, mình sẽ xoay nó, xoay cái nút này, xoay nút này, xoay lên ha, thì nó sẽ tăng chỉnh lớn được lớn nhỏ khi làm DA, tức là cổng kỹ thuật số đấy ạ. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người nghe chất âm của cái con Tech 5MK2 này ha. Dạ.
5 MK2 thể hiện chất âm ha. Bác nào có quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em ha. Em sẽ báo giá cụ thể. Em vẫn còn rất là nhiều đầu MD khác. Dạ. Rồi em xin chào và xin cảm ơn ạ.